nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, phân phối thực phẩm an toàn, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chuỗi liên kết thực phẩm an toàn từ sản xuất đến tiêu thụ. Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành công thương. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho biết, những hoạt động kết nối tiêu thụ đã góp phần hình thành chuỗi cung ứng giữa nhà sản xuất và nhà phân phối. Một mặt, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn. Mặt khác, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm thực phẩm an toàn. Thứ trưởng Cao Quốc Hưng khẳng định, những ý kiến của các bộ, ban ngành, các doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế sẽ được Bộ Công Thương tổng kết nhằm xác định, nắm bắt nhu cầu kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành công thương. Từ đó, đề xuất kế hoạch, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn trong nước nói chung. Bên cạnh việc ban hành các chính sách về quản lý, an toàn thực phẩm, ngành công thương, thời gian qua, Bộ Công Thương cũng đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm phát triển hệ thống phân phối sản phẩm thực phẩm an toàn và quản lý chợ an toàn thực phẩm, kết nối tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn, tổ chức nhiều hoạt động nhằm kích cầu tiêu dùng, thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, phối hợp với các bộ, ngành, kiểm soát và ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng giả, kém chất lượng, nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ.